Xin kính chào quý khán giả của kênh Tư vấn giám sát xây dựng Tender Home Group. Trước mắt quý khán giả chính là công tác xây tường 20 cho công trình nhà phố biệt thự. Và công tác xây tường này phải đáp ứng theo tiêu chuẩn 4085-2011 về kết cấu gạch đá, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Rồi, mời quý khán giả cùng theo dõi công tác xây tường thực tế trên công trình với kênh giám sát xây dựng Tender Home Group. Đó, thì sợi dây lèo này dùng để là lấy cái độ thẳng của tường cũng như là nivô cho từng hàng gạch. Đây là lớp gạch đinh câu ngang. Mục đích của lớp gạch đinh câu ngang này đó để liên kết hai mảng tường 10 bằng ống lại với nhau, mục đích tạo thành cho cái mảng tường này thành một cái kết cấu tường đặc chắc, liên kết được hai mảng tường 10 lại với nhau. Đây chính là công tác là câu gạch đinh để liên kết hai mảng tường 10 lại với nhau. Thì nguyên tắc trong xây tường theo tiêu chuẩn Việt Nam là phải ngang bằng, thẳng đứng, góc vuông và bức tường phải cấu thành lại thành một khối đặc chắc. Và một lưu ý quan trọng á, để cho các viên gạch nó được liên kết cấu thành đặc chắc lại với nhau thì các mạch hồ này nó không được trùng với nhau mà nó phải là xen kẽ như quý khán giả cùng theo dõi trên màn hình. Đây chính là tiêu chuẩn 4085-2011 quy định về yêu cầu trong việc xây gạch, xây tường bằng gạch cho công trình của chúng ta. Rồi, nếu video này hay, mời quý khán giả hãy cho kênh một lượt đăng ký. Rất cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại vào những video chia sẻ lần sau.